Con năm mà sao mà con nhìn không ra được? Không, tụi nó thì nhìn ra, con thì nhìn không ra. Trời ơi, con thấy con năm xách cái vỏ đi là con chạy theo rồi. Trời đất ơi. Hồi nãy con quên nói với anh trống vòng mà giữ xe người lạ mặt vô mộ cậu. Mà hỏi cái câu gì đó, nãy em kêu anh hỏi đi. Trời ơi, tưởng đâu gì kêu qua xuống người ta nói. Nãy em xuống anh nói. Câu hỏi, ai là người muốn đặt câu hỏi? Thôi đặt câu hỏi để mai nói. Nó mà hỏi vậy á. Sao mà để mai nói vậy cô? Đó, hồi đó cô lên á, quêu nhiều lắm, con chữ nó mới quêu nhiều. Nó hỏi vậy nè, nó nói vậy nè. Đúng không con Năm? Nó xuống con hỏi vậy nè con Năm. Này là nó xuống nha, nó nói rồi mình qua hỏi sao mà lúc đó anh Minh sao mà sao mà cô Năm chữ quá mà tới cái thằng kia cho cô Năm một chữ. Này cái này chơi hàng gài, khi hôm qua chơi hàng gài với ông con Năm. Hỏi nó coi nè. À có hiểu không? Nếu con nói cô chắc con Năm chữ đi, nó có quyền nó luôn. Đúng không? Cái này tiện ở bên bản cái kêu qua tưởng nó cô Năm kêu con mới qua. Nói gì đó cô. Bây giờ cái qua đây cái chơi hàng gài con rõ ràng không? Đó là sự thật mà. Đúng không con Năm? Hồi nãy đang ngồi nói đó. Bảo con Năm lên con Năm chửi nó có Will. Mà đúng là con Năm chửi mới có Will. Will cao lắm. Đúng. Lớp khẩu trang gà con Năm. Bữa nào đi. Bữa nào là bữa nào. Bữa nào đi. Bữa nào đợi cái con ve rủi bên Pháp nó về đi rồi vui lắm. Có cái bà đó đi Pháp mà con Năm. Đi rồi đi qua gặp cha con nó bển à. Qua bản gà gặp ông sạc pin đó anh hả? Ừ, cha nó mà. Ông còn ông kia đâu phải ba đâu. Ông lên tiếng rồi đó, ông Quang Minh ông lên tiếng đó, không phải con ông á. Gì hả? Ừ, nãy cô có coi cái clip á. Ủa, ông lên tiếng không phải luôn hả? Ừ. Vậy là ông sạc pin mấy ba của con bé. Ừ, nó giống y chang ổng, cười cái miệng đẻo đẻo y chang. Trời đất coi, bữa nay con mới biết luôn. Nãy cô mới coi cái clip đó. Coi clip đó là sao cô Năm? Ổng nói giờ là không phải cháu ngoại ổng, không phải con gái ổng. Là không phải tự ông đứng ra nói nhưng mà có người nói lại trên mạng là quay cái cảnh á. Rồi ông nói là ông Quang Minh tuyên bố như vậy đó. Bất ngờ cô Năm phát hiện một việc tổng trời. Ủa là chính miệng là... Ở trên mạng người ta đọc đó. Trên mạng. Vậy là ông sạc pin mới là ba nó. Ừ. Trời đất ơi. Hàng gì nó thân với ông sạc pin ghê luôn. Có đời nào mà ông Quang Minh ôm nó đâu mà nó với ông... Ông kia ôm nhau thương thấn thích. Nói trên nó đọc chút cho tối đi tụi con về tụi con rà tụi con nghe chút con đăng clip xong cho tối con lãnh con mở con kiếm ông sạc pin là ba của con ve. Ừ. Đội nón này thiệt cái quá trang không ăn nhầm gì với tụi nó hết trơn cha nãy giờ buồn buồn chính xác không cô là chính xác cô thấy chính xác không cô vụ gì con đây là cô cái thông tin này nó chính xác trời ơi đọc ở trên mạng mà cô đâu nó láo đâu. Cô có gì cô mới nói chứ có đời nào cô nói thêm đâu. Ủa chơi từ cái trang nào cô? Cô cũng thấy đâu. Cô quên mất rồi. Cái trang đó là cái trang có cái hình Hồng Loan với Hồng Phượng với mấy người lúm xúm làm sao nữa. Cái trang đó mới đăng đó. Mà đó là trên Facebook hay TikTok hay gì? TikTok luôn chứ không có Facebook. Cô ít khi nào cô coi Facebook lắm. Cô mở TikTok không à? Là sự thật bây giờ được phân bài là ông sạc pin là ba của ông ve. Ừ. Nó là ông Quang Minh tuyên bố là con ve không phải là con ổng. Con ve với lại cháu ngoại, cái con của con ve là không phải cháu ngoại của ổng, cũng không phải là con gái của ổng. Nói rõ ràng vậy luôn. Là ông sạc pin là ba của ông ve. Ừ. Bữa giờ con mới biết. Rồi còn nói giờ ông ve qua bển toàn là giao tiếp với mấy ông già với bà già bển không mà bên trẻ đâu ai thèm dòm tới nó đâu. Rồi nó chuyến này nó tính ý đồ qua bển là nó trốn nó không dám về Việt Nam đâu. Rồi. Ừ. Thì ghê vậy. Ừ thiệt mà. Mắc cỡ quá hả sao cô? Cô nói tụi con nghe cô coi cô hay cái chỗ này nè. Ví dụ như cô coi cái clip tụi con cái cô để cái điện thoại vậy cô cho vô cái cục YouTube á nó mở lớn lắm. Cô đi vòng vòng làm công chuyện nhà là cô nghe hết. Ai ngờ nó nhảy lên cái đoạn clip đó luôn. Là cô mới nghe. Vậy là cô coi xong cái clip này cái tự động nó nhảy đúng không? Nó nhảy lên clip khác vậy đó. Cái cô mới chạy tới cô coi mà cô quên coi cái đó là của ai. Nhưng mà y như là một nhà báo hay là một người YouTube nào, không phải là YouTube đâu nha. Nhà báo nào tuyên bố nói là ông Quang Minh ông tuyên bố là con ve với lại cháu con gì? Con Ruby hay cái gì con gái của con của ông ve là không phải con là cháu ngoại của ông.
Nhung lúc nào cũng ra vẻ là thủy chung với lại người đàn bà đàng hoàng gì đó, nhưng mà thực tế là không phải là con. Ý là cô đọc báo hay là không có đọc nha, trong đó người ta đọc lên cho mình trong nghe đọc luôn hả? Có, tức là trên cái trang của chú Quang Minh. Không phải cái trang của ai, cái trang ví dụ cũng có một cái kênh YouTube nó luật sư gì đó, rồi nó nói ta chim xong rồi nó mới nói cái câu chuyện đó. Đúng rồi đó, nói vàng nó đúng như cô Năm nói là ông Quang Minh nói vậy, nhưng mà thật sự là chưa có biết là cái từ lời nói của từ mà chú Quang Minh nói ra. Chỉ nghe cái người đó là nói lại là ông Quang Minh ông tuyên bố vậy, Quang Minh tuyên bố đàng hoàng ông nói vậy. Ông đó là ba lụt của con ve, nhưng mà ông già ông đứng ra mười mấy năm là lúc nào ông cũng nghĩ con ve là con ổng, nhưng bây giờ là ổng tuyên bố là không phải con ổng, không phải cháu ngoại của ổng, là ba lụt của con ve là ông Thạc Pin. Rồi bữa nay mới biết luôn nha, tập phụ Năm không bên là tụi con chắc không biết luôn, giống nó giống ổng y chang, mùi mắm hay mùi gì bay. Áo vàng công nhận nó hay, có một cái nhưng mà nói gì nó hiểu ý đâu liền. Con nó mà lại, nó phân tích giống như y luôn, thiệt. Độ 10 trên 12. Ừ, 10 trên 12 luôn. Vậy nó học lớp 10 trên lớp 12 đó. Ý là học lớp 10 là không có học ở cô. Này rồi, tin động trời nha, tin này tin mới đó. Cái đó cái thiệt mà, cô tự nhiên cô đời nào cô đi bịa ra ba chuyện nó được. Dạ ý là con nói cái tin này là mới á. Anh em còn ở đây có ai mà biết đâu, thì giờ cô Năm nói rồi tụi con mới biết. Ở đây con Phượng nó thoát nạn, nó đi qua bên kia nó bị này kia không ai nói hết, toàn cắm đầu chửi Hương Lê với Vũ Lân không. Làm con ve mà bên kia nó bị thoát nạn, nhưng mà bên kia người ta đem tin tức về luôn á, nó không có hát hồi được hết á. Ai mà cho nó hát người ta đuổi nó về sắc mặt bên bển. Vợ đi chơi với mấy ông già bà già bển không? Đi chơi là đi. Rồi còn đập cái khúc là nó sẽ kiếm một ông già nào nó lấy nữa đó. Trời đất ơi, bỏ chồng không hả? Để nó có cái gì đó. Nó ở bển cho hợp pháp đó. Trời ơi, tính bỏ chồng nó bên Việt Nam luôn hả cô? Ừ. Đó, đập tới khúc đó luôn. Vậy là nó tính có chồng bên bển vậy, nó ở chung với ba nó bển. Trên trển ta nói thậm tệ tại lâu rồi, chỉ nói nhiều đó thôi, nói nhiều lắm mà nói hay lắm nha, nghe mê luôn. Này mới hết tóc phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi đẹp không cô? Sao con mặc áo xanh mà quần tím? Ủa quên, nón tím. Dạ tại vì cái áo này không có nón. Ủa cái này có áo hả? Áo này là chỉ áo mỏng thôi, nhưng mà như có là ảnh có cái đó độc quyền đó cô. Không đó, mặc cái này nó giống con rắn lục. Rắn lục hả? Đây. Trời ơi, rắn lục đi chữ báo này hả? Ủa không nghe cô lơi liếc con đi về quê làm nhà xong chưa? Dạ, về nhà gần xong rồi cô. Chúc mừng cho con. Hai tuần. Dạ. Đây dạ. Ở đây thấy chưa sao mà thấy nó lạ lạ dữ vậy, muốn cắm đúng không? Muốn cắm đúng rồi đó. Quý chị ta. Con của ông Sạc Thạnh. Con đừng có giặt cái kiểu kia. Con của ông nội Sạc Pin. Chiếc máy tao sạch đâu. Nói chung là cái tin này thì cái tin này chưa có chuẩn xác. Tin ta nói không ạ? Báo chí đưa lên đúng không con Năm? Ừ. Báo chí nó đưa lên rồi cô Năm nghe, cô Năm mới nói lại thôi chứ. Chứ ai mà dám cả gan đi đặt điều đó. Để đừng có đăng. Rồi tối nay tụi con về tụi con coi đi, rồi tụi con coi kỹ đi tụi con hãy đăng. Cái đó là cô là coi chính xác. Cô coi chính xác rồi. Ơi con đang ngồi chơi nha, con đi Sài Gòn. Cô cũng đi luôn á. Dạ đi. Con Năm cũng về luôn hả? Dạ. Cảm ơn cô Năm Lăng nha. Dạ. Con đồ của cô Lăng tặng ba mẹ con nha. Trời trời lạnh cô cũng biết gì có áo ấm. Vậy là giờ cô đi coi đá banh luôn hả cô? Không con đâu gì cũng vậy. Rồi bye bye nha mọi người. Bye bye con Năm Lăng nha. Rồi. Con Năm Lăng la. Đổ đổ quá. Năm Lăng không được. Phải có chữ la chứ. Đi. Phải có chữ thích lại mọi người nha. Đi nha con Năm. Thích rồi con đi nha. Dạ. Thích la thích chữ. Sướng đâu? Sướng không? Em đưa miếng nguyên luôn. Rồi, cảm ơn cô Năm nha cô Năm. Rồi, cô vô cô đốt cây nhang nữa được cô về. Rồi, cô Năm vô đốt nhang cho cậu cái nữa, cô Năm về. Bữa nào cô Năm mà quỷ trang mà sao mà để cho anh em của con trên đây không nhận ra cô Năm á. Cái tướng của con
cô chắc điệu này thua rồi, không có gạt tụi con được. Cô Năm chỉ là đổi được quần, được áo với nón nải thôi, chứ sao cô Năm đổi được cái tướng được. Trời ơi, không thể nào. Đốt cho ông, đốt cái nhang nữa thì về. Hoàng em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị, rồi xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog luôn.